Xin chào bạn, với những bạn nào mà đã theo dõi cái sự kiện trao giải Tech Award 2019 do báo VnExpress tổ chức để vinh danh những cái sản phẩm công nghệ tốt nhất ở thị trường Việt Nam trong năm vừa qua, thì các bạn cũng biết Reno 2F vừa lĩnh cái giải là chiếc điện thoại tốt nhất dành cho giới trẻ. Vậy thì với một chiếc điện thoại có cấu hình không thực sự ấn tượng trong cái phân khúc giá từ 8 cho tới là 9 triệu đồng, tại sao nó có thể là ấm được cái giải đó? Lĩnh được cái giải đó thì video ngày hôm nay mình sẽ giải thích một phần cái thắc mắc đó cho anh em. Hiện tại thì chiếc Oppo Reno 2F này nó đang có mức giá niêm yết quanh quẩn ở cái mức là trên 8 triệu đồng, 8 triệu rưỡi cho tới là 8 triệu 990 nghìn. Nhưng nếu mà anh em muốn mua chiếc máy này với mức giá chỉ khoảng tầm hơn 7 triệu đồng một chiếc chí thôi thì có thể ghé qua hệ thống 7S. Cụ thể link như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Và tất nhiên là để có thể là đạt được cái giải thưởng này thì chắc chắn là Reno 2F nó phải thực sự có những điểm gì đó nổi bật trong cái phân khúc giá từ 8 cho tới là 9 triệu đồng. Và thực sự thì khi mà mình nhìn vào cái bảng bình chọn đề cử thì mình thấy là sẽ có những cái sản phẩm phần khác, ví dụ như là Realme 5 Pro, nhưng mà nó vẫn không thể đạt giải và nó không thể vượt qua được chiếc Reno 2F này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng hợp và xem thử là tại sao mà Reno 2F lại được chọn nha. Thứ nhất đó chính là về thiết kế. Các bạn có thể thấy là thiết kế của con máy này rất khó để chúng ta có thể là chê trách được, từ phần chất liệu này, mặt lưng, bây giờ nó đã được mặt lưng là màn kính này. Về mức độ hoàn thiện mặt lưng thì cũng rất là tuyệt vời, màu sắc rất là nhiều màu sắc phù hợp với trẻ trẻ, và đặc biệt chúng ta sẽ có tất cả cái camera được ẩn ở phía dưới tấm kính mặt lưng này. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế màn hình mặt trước không có bất kỳ một cái điểm khuyết nào cả, nhờ cái việc mà bên nhà Oppo sử dụng cái cụm camera dạng pop-up. Và đấy, nhắc tới camera pop-up thì đây, một cái chiếc điện thoại dành cho giới trẻ, Oppo đã tích hợp rất là nhiều những cái màu sắc ở trên cái cụm camera này để giúp cho người dùng có thể là tùy chọn theo sở thích cá nhân của mỗi người. Và với một chiếc điện thoại dành cho giới trẻ chúng ta cần cái gì ạ? Giới trẻ chúng ta cần một chiếc điện thoại có màn hình đẹp để xem phim, giải trí cũng như là chơi game. Thì Reno 2F màn hình của nó không phải là chiếc điện thoại có màn hình xuất sắc nhất trong tầm giá, nhưng nó cũng là chiếc điện thoại có màn hình tốt nhất trong cái phân khúc giá mà các bạn có thể lựa chọn, với công nghệ màn hình OLED, góc nhìn rộng, màu sắc hiển thị rực rỡ, độ sáng màn hình cao và mọi thứ thì đều rất là ok. Và ngay cả cảm biến vân tay được nhúng thẳng bên trong màn hình của cái máy này nó cũng rất là ngon và nó rất là nuột các bạn ạ. Nó cực kỳ là nuột luôn, nó không giống như kiểu là một vài những cái sản phẩm khác ở trong tầm giá này đến từ thương hiệu gì đó, mình không tiện nói ra ha. Các bạn có thể là comment cho mình biết là mình đang muốn nói đến cái thương hiệu nào. Bên cạnh đó thì một chiếc điện thoại đã mang tới cái việc là giải trí cơ bản rồi thì thời lượng pin và công nghệ sạc cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng và một trong những yếu tố để giúp chiếc điện thoại đó có thực sự phù hợp với người dùng và thực sự được người dùng yêu thích lựa chọn hay không. Thì với Reno 2F chúng ta sẽ có viên pin 4000 mAh. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái tầm giá này thì 4000 mAh nó quá là phổ biến rồi, và thực sự nó có, chúng ta có những cái chiếc điện thoại khác có cái thời lượng pin, có cái dung lượng pin nó lớn hơn, nhưng tại sao Reno 2F vẫn được lựa chọn? Bởi vì Oppo tối ưu hóa khá là tốt cho chiếc máy này. Chúng ta có thể là sử dụng chiếc máy này khoảng tầm là một ngày này, và cái công nghệ sạc VOOC 3.0 thì nó mang lại chúng ta một cái tốc độ rất là nhanh, cùng với đó thì rất là an toàn. Và cái điểm nhấn cuối cùng ở trên chiếc điện thoại này đó chính là về phần camera. Cả camera trước lẫn camera sau của chiếc điện thoại này đều rất là tốt. Camera trước selfie sống ảo xưa giờ của Oppo thì có lẽ mình cũng không cần phải bàn rồi. Còn camera sau thì đặc biệt đó chính là về khả năng chụp đêm. Thì với cá nhân mình, đây là một trong những chiếc điện thoại có khả năng chụp đêm tốt nhất trong cái phân khúc giá từ 8 cho tới là 9 triệu đồng. Với mình thì thuật toán của bên nhà Oppo ở trong cái tầm giá này nó chỉ đứng sau Huawei mà thôi, với chiếc Huawei Nova 5T mà thôi các bạn ạ. Còn với những cái khả năng chụp ảnh góc rộng hay là chụp ảnh macro hay chụp ảnh xóa phông thì mình thấy nó cũng rất là ok. Tuy nhiên thì chiếc máy này nó sẽ có một cái yếu điểm, đó chính là về khả năng quay video, không thể quay video với độ phân giải là 4K được. Cho nên với những bạn nào mà cần cho chúng ta một cái khả năng chất lượng quay video tốt hơn với độ phân giải cao hơn thì các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm khác. Và có lẽ nói đến đây thôi thì các bạn cũng có thể thấy là tại sao mà chiếc Reno 2F này nó lại nhận được cái giải thưởng chiếc điện thoại tốt nhất dành cho giới trẻ, đúng không ạ? Bởi vì chiếc điện thoại này nó hướng tới phần lớn giới trẻ, những người dùng cơ bản, phần lớn những người dùng phổ thông. Khi mà người dùng phổ thông đi mua điện thoại thì họ chỉ quan tâm một vài những yếu tố thôi. Thứ nhất đó chính là chúng ta cần có một thiết kế đẹp. Thứ hai là màn hình đẹp để xem phim, và nó thực sự không có điểm khuyết gì đó để khi mà xem phim nó không bị vướng mắc này. Thứ ba đó chính là về phần pin, và thứ tư đó chính là về phần camera, và đặc biệt đó chính là về phần camera selfie.
thì chiếc điện thoại này nó hội tụ đầy đủ những cái yếu tố đó. Và theo GfK thì đây cũng là chiếc điện thoại chiếm tới 50% thị phần smartphone trong cái phân khúc giá từ 8 cho tới là 9 triệu đồng các bạn ạ. Tuy nhiên các bạn cũng cần lưu ý một vấn đề như thế này này. Cái giải thưởng này nó chỉ là một phần để chúng ta tham khảo đi mua điện thoại mà thôi. Và thứ quan trọng nhất khi mà chúng ta đi mua điện thoại không phải là nhìn vào giải thưởng, không phải là nhìn vào những cái gì nó quảng cáo ở trên TV, mà chúng ta cần phải nhìn thực tế nhu cầu sử dụng của chúng ta hàng ngày là như thế nào. Với những bạn nào mà yêu thích vọc vạch về ROM, yêu thích cái sự update liên tục, với những bạn nào mà cần tìm cho chúng ta một chiếc điện thoại có cấu hình mạnh để suốt ngày chúng ta chơi game, thì chắc chắn mình sẽ không khuyên các bạn lựa chọn chiếc Reno 2F này, bởi vì nó không hướng tới những đối tượng người dùng chuyên biệt như vậy, mà nó chỉ hướng tới đa số người dùng phổ thông mà thôi. Những người mà không phải là ngày nào cũng có thời gian chơi game, cũng không phải là những người dùng nào mà suốt ngày vọc vạch xem thử nó có những tính năng gì, mà họ chỉ sử dụng một chiếc điện thoại ở mức cơ bản mà thôi. Và thực sự Reno 2F nó đã đáp ứng được đại đa số những cái nhu cầu thực tế của người dùng ở thời điểm hiện tại. Còn với những bạn nào mà cần cái nhu cầu khác, các bạn có thể lựa chọn những sản phẩm khác trong cùng tầm giá này. Các bạn suy nghĩ gì về chiếc Reno 2F, và với bạn chiếc điện thoại nào xứng đáng để mua trong cái dịp mua sắm cuối năm nay, thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn nút chuông để có thể là nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ, bye bye.